Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy lắng nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tú Nhi. Vào năm 1967, nhạc sĩ Tú Nhi đã sản sinh rất là nhiều nhạc phẩm rất nổi tiếng và làm nên tên tuổi rất nhiều ca sĩ. Trong đó có bài hát Ngày Đó Xa Rồi. Và hôm nay được sự cover lại của qua tiếng hát của Anh Quốc. Xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Ngày Đó Xa Rồi của nhạc sĩ Tú Nhi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Anh Quốc rất là nhiều với bài hát Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tứ Nhi.